Lý địa châu Âu và Anh ngày 15 tháng 10 áp đặt chế tài lên quan chức cao cấp Nga thân cận với Tổng thống Vladimir Putin trong một phản ứng mạnh tay bất ngờ và nhanh chóng sau vụ đầu độc lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny vào tháng 8 vừa qua. Được Pháp và Đức thúc đẩy, chế tài nhắm vào 6 người Nga và một trung tâm nghiên cứu khoa học của nhà nước bị cáo buộc triển khai chất độc thần kinh bị cấm chống lại chính trị gia Navalny, 44 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói châu Âu vẫn hết lòng chống lại vũ khí học và đã kêu gọi các cuộc thảo luận với Moscow. để Kremlin lên án những chế tài như là một bước cố ý và không thân thiện chống lại Moscow và hứa sẽ trả đũa. Moscow bác cáo buộc là ông Navalny bị đầu độc vì chất độc thần kinh thời Liên Xô Novichok trong âm mưu ám sát ông và nói rằng lệnh trừng phạt của EU là không có căn cứ.